xét xử vụ án Vạn Thịnh Pháp, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình cho 3 tội danh vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, tù chung thân về 2 tội vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay, tham ô tài sản. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, tù chung thân 2 tội tham ô tài sản, vi phạm các quy định trong hoạt động cho vay. Bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, 18 năm tù tội tham ô tài sản. Hội đồng xét xử xem xét việc gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, SCB được xác định thiệt hại 677.286 tỷ đồng. Bản chất việc số tiền thiệt hại là do bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để sử dụng mục đích cá nhân, các bị cáo còn lại chỉ làm công ăn lương. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định cần buộc Trương Mỹ Lan bồi thường thiệt hại 1.284 hợp đồng vay. Bị cáo Lan đã chiếm đoạt của SCB là 677.286 tỷ đồng. Đối với những tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng nhờ người khác đứng tên để thu hồi triệt để khắc phục thiệt hại, đề nghị giao SCB xử lý. Sau khi cấn trừ sẽ giao cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với biệt thự trên đường Võ Văn Tần, quận 3, phía bị cáo, Trương Mỹ Lan yêu cầu hủy bỏ kê biên do số tài sản này là của cổ đông chứ không phải của bị cáo Lan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở xác định là tài sản của bị cáo Lan. Bị cáo Lan đã sử dụng tiền của SCB để đầu tư nhiều dự án. Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục xác minh khi giải quyết giai đoạn 2 của vụ án. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Bùi Anh Dũng tù chung thân, Trần Thị Mỹ Dung 20 năm tù. Tuyên phạt Trương Huệ Vân, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan, mức án 17 năm tù. Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, 9 năm tù. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, cựu trưởng văn phòng Vạn Thịnh Pháp, lãnh mức án 15 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, đang bỏ trốn, bị tuyên 17 năm tù. Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB, bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục hai ngân hàng nhà nước, mức án tù chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, mức án 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Du, cựu tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nhóm các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra lãnh từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Dũng, cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, lãnh 11 năm tù. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị tuyên mức án 8 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhóm các bị cáo là lãnh đạo các công ty giám định lãnh án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam. Ngoài ra, nhiều bị cáo khác lãnh mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 15 năm tù.